Tiền thiết mà ông cho của bò ta để lỡ hết thì On Dương Vương sinh ra hơ nòn công chúa, một nòn dở hơ tên là Mỹ Châu, còn nòn dở chính tên là Mỹ Dân. Cùng ở xứ Triệu Đòa, bò tám bất kể rằng ông vua cũng có hứa tròn hoàng tử, tròn đang bị thóc thì tên là Trọng Thủy, tròn không bị gọi tên là Trọng Lưỡng. Kẻ biết lòng rang mà bay trừ, người đời sợ nhát tên, dù cho ơi chậm lú mị dân nó thủy. Châu nhát tới là sợ bỡ cái hơi ta ra, ở tù mụ nậu luôn á. Ơ mà muốn nghe cứ ra đầu lòng, gặp ông chồng bò tám ông kể cho bọn nghe thủy. Ngày xưa ở xứ Triệu Đa kia, cũng có vua cũng có hai chàng, trai lớn là Trọng Thủy Lưu Manh, thằng em là Trọng Lưu Hán Dây. Trọng Thủy có cô chị gái, Trọng Lưu thua thai với đại cô em. Sự thiền bao đời loan truyền, nhắc chị quên em, nhắc chị mà quên em. Trọng Thủy mỹ châu đàm tiêu, Trọng Lưu yêu kiều tiếng mị dân đen. Nhân thị hóa địa đắm chìm, thành bàn cao sàn lũ bị dân lên ngang. Ngày nay ở xứ Âu Lạc kia, dân đen luôn cấn tiến thoát ưa. Tây nhóm lò trọng lũ ngon lên, mỹ dân lành nhất thế mong nghênh. Trọng Thủy có cô chị gái, Trọng Lũ thua thai với đại cô em. Sự thiền bao cười loan truyền, nhắc chị quên em, nhắc chị mà quên em. Trọng Thủy mỹ châu đàm tiêu,
trong lũ yêu chiều tiên bị dần đen. Nhưng thì hoa bị đắng chiều, anh vàng cao xa hứa mình dần nhanh nhanh.